Lũ cao nhất trong vòng 16 năm qua khiến nước sông Hồng tràn qua khu vực Bãi Bồi, đoạn qua cầu Trương Dương và Long Biên, Hà Nội, uy hiếp khu dân cư ven gần đó vào trưa ngày 11 tháng 9. Tối ngày 10 tháng 9, khi nước sông Hồng tại cầu Long Biên lên 10,5 mét là mức báo động hay, chính quyền thủ đô phát cảnh báo đến 10 quận huyện, đồng thời cấm xe trên cầu Long Biên. Hiện đề qua sông Hồng, người dân đi cầu Trương Dương cấm xe tài trọng lớn. Cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, với lệnh cấm này, người đi bộ, xe đạp, xe máy, xe ba bánh không được qua cầu nối tại quận Hoàn Kiếm với Long Biên. Đường sắt cũng dừng tàu hỏa chạy qua cầu này. Barrier giao chắn đầu cầu có tuổi đời hơn 120 năm phía quận Hoàn Kiếm. Nước sông dâng cao, ngập các trụ chắn sóng cầu Long Biên. Chiều ngày 10 tháng 9, cầu vắng xe qua lại so với trước đó. Cầu Trương Dương gần đó cũng cấm các xe có trọng tài lớn khi nước sông Hồng đang gần chạm mép cầu. Công trình được xây cách đây 39 năm, mỗi ngày khoảng 95.000 lượt xe qua lại, gấp 8 lần so với thiết kế. Cách cầu Trương Dương khoảng 7 km, cầu Bắc qua sông Đuống cũng cấm xe do lo ngại mất an toàn khi nước leo cao. Cầu. cầu Đuống có tuổi đời sắp xỉ cầu Long Biên, thông xe vào năm 1902, nối phường Đức Giang, quận Long Biên với thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cầu Trung Hà, nối thành phố Hà Nội với Phú Thọ cũng cấm xe nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Cầu nằm trên Quốc lộ 32 bắc qua sông Đà là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Công trình được đầu tư xây dựng vào năm 1999, đưa vào khai thác vào năm 2002 với chiều dài là 743m. Người dân muốn qua cầu Trung Hà phải đi bộ, sau đó nhờ người đón ở bên kia cầu để tiếp tục hành trình. Trong thời gian cấm cầu, các xe từ Tam Nông đi Lâm Thao, thành phố Việt Trì, Hà Nội, Vĩnh Phúc đi qua cầu Ngọc Tháp với hướng từ Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội qua cầu Đồng Quang đến huyện Ba Vì. Hồi tháng 1, cầu Trung Hà bị sói lở hai trụ phải sửa chữa. Hiện mức nước sông Đà dâng cao che lấp một phần các trụ của cầu. Cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô, nối tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc cũng cấm xe từ sáng qua sau khi bị bầy tàu xà lan mắc kẹt dưới gầm cầu công trình dài hơn 500 mét, trong đó phần cầu là 290 mét, rộng 19 mét, 4 làn xe, đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm 2023. Lối lên cầu Vĩnh Phú hiện bị phong tỏa, nhà chức trách hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã thống nhất để lực lượng chức năng Vĩnh Phúc kiểm định lại cầu trước khi đề xuất phương án cho xe chạy trở lại. Hư hại nặng nhất là cầu Phong Châu, nối huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu bị sập khiến 10 ô tô, hai xe máy, 13 người rơi xuống sông. Đến nay, 8 người chưa tìm thấy. Hai đầu cầu Phong Châu đang đặt bàn cấm để phục vụ cho điều tra và tìm kiếm. Cầu sập dài gần 380 m rộng 9,5 m đưa vào sử dụng năm 1995. Hiện nhà chức trách đang đề nghị xây cầu mới, thay cầu bị sập. Ngoài 6 cây cầu trên, các tỉnh phía Bắc cũng cấm xe ở nhiều cầu vì lo ngại nước lũ chảy xiết dẫn tới nguy cơ sập. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay Hà Nội và các tỉnh ven biển tiếp tục đón mây đối lưu lớn từ biển vào. Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía biển có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía tây. Hà Nội và các tỉnh ven biển đồng bằng bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Riêng vùng núi giảm mưa, trọng tâm mưa chuyển dịch xuống Hà Nội và đồng bằng ven biển bắc bộ. Cơ quan khí tượng dự báo trong vòng 24 giờ tới, lượng mưa ở miền núi và trung du phía Bắc giảm. Nước về hồ Thác Bà đang giảm dần so với hôm qua. Lúc 10 giờ ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước đến hồ Thác Bà là 2.955 m3 trên dây và còn giảm trong 1-2 giờ tới. Mực nước hồ trong 12 giờ tới dao động trong khoảng 59,80 đến 59,85 m. Ngày và đêm 11 tháng 9, khu vực đồng bằng đông bắc của Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc công ty thủy điện Thác Bà cho biết, lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm xuống đáng kể. Số liệu tính đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước về giảm xuống mức 3.180 m 3 m3 trên dây, đã giảm hơn 1.000 m 3 trên dây so với chiều hôm qua. Mức nước hồ hiện tại là 59,84 m Tổng lưu lượng xả qua công trình là 3.201 m khối trên dây. Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, mưa lớn rồi hưởng bão số 3 trên thượng nguồn đã giảm đáng kể, dự kiến sẽ không tăng lên nữa. Công trình nhà máy và hồ chứa vẫn đang rất an toàn, tuy nhiên vẫn không được chủ quan. Trước đó, tỉnh Yên Bái đã cho di rời 3.186 hộ với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, để đảm bảo an toàn cho người dân khi nhà máy thủy điện thác bà xả lũ. Ngày 11 tháng 9 nước lũ sông cầu dâng cao cô lập khu vực soi cốc, phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó chính quyền địa phương đã vận động tổ chức di rời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị lũ, song vẫn còn người dân ở lại để thu dọn đồ đạc, đưa tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Nước lũ tiếp tục dâng cao trong sáng nay, lực lượng chức năng địa phương đã dùng xuồng máy để đưa người dân đến nơi tránh lũ. Tại khu vực soi cốc, nước lũ ngập sâu từ 3 tới 5 mét, có nơi ngập sâu hơn. Do địa hình nước chảy xiết, việc tiếp cận các nhà dân để ứng cứu gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, các thuyền nhỏ của người dân được huy động để trung chuyển người già, trẻ em đến điểm tập kết. Sau đó xuống máy của lực lượng quân đội sẽ đưa bà con đến nơi tránh trú an toàn sau 3 ngày có mặt tại hiện trường để hỗ trợ bà con di rời tránh lũ, triển khai công tác cứu hộ, Thiếu tá Mai Tiến Sĩ, Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 cho biết đơn vị đã cử hơn 100 cán bộ chiến sĩ, hai xuống máy cùng nhiều trang thiết bị khác để hỗ trợ người dân trong những ngày vừa qua. Đặc biệt, trong thời điểm nước lũ đang dâng cao như hôm nay, đơn vị đang triển khai tiếp cận các nhà dân để đưa người dân ra khỏi vùng lũ, đến nơi trú tránh an toàn. Do khu vực dân cư bị ngập lũ nhiều ngày, Bệnh viện quân Y91, Cục Hậu Cần quân khu 1 cũng đã cử lực lượng bám hiện trường những ngày qua với những trang thiết bị thuốc men để kịp thời hỗ trợ người dân. Thượng úy Dương Đức Hồng, Bệnh viện quân Y91 cho biết, bên cạnh công tác bảo đảm sức khỏe và hỗ trợ điều trị người dân trong trường hợp cần thiết, đơn vị cũng đang vận động các hộ dân trong vùng ngập lũ, di chuyển đến nơi tránh lũ để đảm bảo an toàn. Với tình hình hiện tại, Thượng úy Hùng dự báo công tác này tiếp tục được triển khai trong vài ngày tới. Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 5 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 như sau. Đã có đến 200 người chết và mất tích, trong đó 141 người chết, 59 người mất tích. Cụ thể, Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình, trong đó 29 người chết, 23 người mất tích. Lào Cai có 66 người, trong đó 45 người chết, 21 người mất tích. Cụ thể, Sapa 9 người, Bát Sát 13 người, Simacai 7 người, Bắc Hà 15 người, Văn Bàn 2 người, Bảo Yên 20 người. Hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Yên Bái có 40 người do sạt lở đất, trong đó 37 người chết, 3 người mất tích, gồm Lục Yên 13, thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Chấn Yên 2. Quảng Ninh có 13 người chết, trong đó do bão là 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng, hai người chết do bão. Hải Dương, một người chết do bão. Hà Nội, một người chết do bão. Hòa Bình, năm người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn, ba người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang, một người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang, hai người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang, hai người, trong đó có một người chết và một người mất tích. Lai Châu, có một người chết do sạt lở đất. Phú Thọ, 9 người, trong đó có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, một người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc có hai người, trong đó một người chết, một người mất tích do lật thuyền. Như vậy, số người chết và mất tích đầu giờ sáng nay đã tăng lên 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10 tháng 9. Trong đó, Lào Cai tăng 11 người, Sapa 1 người, Simacai 3 người, Bắc Hà 2 người, Bảo Yên 5 người, không thuộc khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất tại xã Phúc Khánh. Vĩnh Phúc 2 người, theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão vẫn còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11 tháng 9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc. Đáng chú ý trong đêm qua, đoạn đê sông Lô dài 10 mét qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương được xác nhận bị vỡ. Thông tin tới phóng viên báo lao động ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Ông Giang Tuấn Anh cho hay đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp danh với xã hầm nhất của huyện Đoan Hùng Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của do dính nước nên công tác di rời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai.